chào tất cả anh em. Một cấu hình dàn karaoke ngày hôm nay em có setup cho một bác khách ở Đông Triều, Quảng Ninh. Cấu hình gồm một cặp loa lắc 12 bass 30, một súp hơi bass 40. Về phần dàn máy chúng ta sẽ có 4 thiết bị. Và cấu hình này đang có giá là 28.400.000, rất là rẻ. Một cấu hình rất là tuyệt vời. Anh em hãy cùng nghe và cảm nhận chất âm. Chất âm quá tuyệt vời đúng không ạ? Một cấu hình rất là đẹp. Trong cái dòng loa bên em đã bán rất là nhiều, lắc 12 bass 30, chất âm nghe rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tiếng bass đánh rất là chắc gọn, tiếng chắc nghe rất là lời. Loa sơn sần cát em nhá, sơn sần cát chống xước chống nước rất là đẹp. Loa này sử dụng từ 190 côn 76, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Một cặp loa rất là đẹp đúng không ạ? Anh em mua lẻ thì cặp loa lắc 12 này đang có giá là 10 triệu trên một cặp. Và một quả súp hơi bass 40 TV kép 15m cũng đồng bộ lới. Ok chưa? Sơn rất là đẹp, rất là chắc chắn, tiếng súp đập nghe rất là căng, rất là uy lực. Súp bass 40 từ 220 côn 100, nhập khẩu nguyên thùng gỗ. Súp hơi bass 40 đang có giá là 4.500.000, xin lỗi anh em nhá, 6.500.000 đồng một quả súp hơi bass 40 này. Một cấu hình rất là đẹp đúng không ạ? Cấu hình này chúng ta có thể chơi phòng từ 30m2 anh em nhá, từ 27m2 cho đến 35m2 là rất là hay, là rất là tuyệt vời. Cấu hình sử dụng loa full bass 30 và súp hơi bass 40 thì nó sẽ tôn được cái tiếng bass của chúng ta lên rất là sâu, nghe rất là chắc gọn. Và đây là phần dàn máy. Cấu hình dàn máy này thì anh em có ngay một bộ mic U7 0525 mã đến từ thương hiệu Lới Acoustic, một trong cái dòng mic rất là rẻ và chất âm rất là hay, có đầy đủ các chức năng như cảm biến gia tốc, chế độ dò sóng sạch và chế độ tự ngắt. Ok chưa? Tay mic thì cầm rất là chắc chắn, tay mic thì cầm rất là đẹp em nhé. Ok chưa? Hàng này thì quá là đẹp rồi. Lới Acoustic U7 0525 mã, cầm rất là đầm tay. Còn tiếng mic thì như thế nào? Bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic để các bác cùng nghe nhé. Tiếng mic thì nó rất là bắt và khá là dày. 1 2 6 7 8 9 1 2 3. Tiếng echo rất là mềm đúng không ạ? 5 6 7 8 9. Tiếng rất là ấm và rất là dày tiếng. Ok chưa? Đó, và rất là bay anh em nhé, rất là lịnh giọng. Đó, một trong cái dòng mic này thì kết hợp với lưng tiếng rồi vang LX6 thì quá ok rồi. Lưng tiếng TD, con này lưng tiếng S9000 Bluetooth 5.0 em nhé. Con lưng tiếng S9000 này thì em có kết hợp cùng với con vang LX6 vang cơ lai số thì nó sẽ tăng được cái tiếng bass check của nhạc. Đó, tăng được cái lời ca tiếng mic của chúng ta lên rất là nhiều. Tí nữa em sẽ karaoke để cho anh em cùng nghe cái chất âm của cấu hình này rất là tuyệt vời.
một cái mẫu vang rất là hay, cũng có rất là nhiều các chức năng, cổng quang, bluetooth, USB. Đấy, có cả FBX chống hú. FBX chống hú em nhé, tích hợp cả phần nâng tiếng luôn. Rất là xịn sò đúng không ạ? Và cuối cùng là một cục đẩy 4 kênh AH450i. Cục đẩy AH450i này công suất của nó cho ra là 500W một kênh. 500W một kênh. Tiếng rất là hay. Ở đây thì kênh 1, kênh 2 em sẽ chơi ra, mỗi kênh chơi ra một loa bass 30. Đó, và kênh 3 và kênh 4 anh em chập bridge vào nhá, chơi ra một quả súp hơi bass 40 này thì nó rất là tuyệt vời và nghe nó tiếng nó rất là uy lực. Ok chưa? Cục đẩy AH450i này thì bên em đang phân phối toàn quốc với giá là 4.600.000 đồng. Thì cả một cái cấu hình gồm có mic này, lưng tiếng này, vang cơ lay số này, đẩy 4 kênh này, loa súp hơi bass 40 này, hàng nhập khẩu này, và một cặp loa lắc 12. Tổng cấu hình này thì đang có giá là 28.400.000 đồng. Anh em đang có nhu cầu muốn lấy một cấu hình như thế này, ở tầm giá như này, khoảng tầm từ 28 đến 30 triệu, thì đây là một cấu hình rất là hay để cho anh em chơi. Các bác quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Video em xin dừng tại đây. Ngay bây giờ em sẽ karaoke thử một đoạn để cho anh em cùng nghe và cảm nhận thơm của bộ dàn này. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sâu bờ vơ, mang hương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bạn mình ngồi trong cô đơn, quay chờ mong bờ bóng em dấu yêu quay về đây. Cùng tình xưa quay dấu tư một buổi chiều, thật buồn mây sao đưa về dấu thương rất kín lắm tới gì bé tương lai biệt lâu. Bóng em đã quá xa rồi, một mình lẻ chân lạc ngoài lang thang đường quê cũ. Còn gì đâu em ơi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm đau chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo đàn mây. Giấc mơ đây đã phai tàn, cuộc tình ra đi cố kỳ vàng, con tim này đang vỡ. Tình xưa phai dấu tư.